Anh khai cho thật đi, rồi tôi thả cho. Rồi để anh khai. Nói chung là anh đi vô trong bếp á, anh trộm cái hộp mâm để của em thơm thơm, nên là anh có trộm đỡ dùng. Nói tiếp đi, rồi sau đó ra đăng nợ. Lúc đầu á, thì anh mới uống thiên thứ nhất. Nhói đau như kiểu dây thây ấy. Đang còn chi được. Cuộc sống thứ ba thì anh thấy giọng nói của anh bớt ôm, tự nhiên trong trẻo lại hẳn. Chưa có Có nhầm anh đang nghe. Có Rồi sau đó thì em cũng biết rồi đó. Máy đâu? Máy mà tôi phát hiện kịp đó. Làm sáu chờ đi nghe kìa. Thôi được rồi, đứng dậy đi. Đi. Nhớ đó. Đấy, chị em nhà mình có thấy chưa? Trong em mới ôm trùm có bá thia thôi mà đã tác dụng như thế rồi. Huống hồ như chị em nhà mình. Chị em hiểu ý em nói không ạ? Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. Nên đi, chị đưa.